Hằng năm dựa theo ngày cha mẹ ông bà qua đời mà cúng dỗ, nay con dự định sẽ gom lại mà cúng chung một ngày vào cuối năm. Như vậy người khuất mặt có hưởng được những bữa ăn đó không thưa thầy? Thì nhớ khi mà mình cúng cái dỗ đó, mình phải gửi cái giấy clearance all in once, và đồng thời phải báo cáo là all you can eat. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là cúng dỗ không phải ông bà nào ngồi để chờ cái dỗ mình cúng, mà nói cúng dỗ là nghe cho mùi mẫn và lâm ly, chứ đa số là cúng món gì mình thích không à. Phải không? Đi chợ là không hề hỏi Phật thích ăn món gì. Khoái hồng giòn là Phật cũng ăn hồng giòn suốt thôi. Khoái cái gì là Phật hưởng cái đấy. Thành thử nói cúng dỗ vậy chứ thật sự là nhìn bàn thờ là toàn là mấy món mình thích. Thưa đại chúng, cúng dỗ là một cái hình thức rất đẹp của dân tộc Việt Nam, để chúng ta không quên cội nguồn. Cho nên cái cúng dỗ là một hình thức cúng cái cội nguồn, để cội nguồn không mất. Nếu chúng ta không cúng thì chúng ta không còn nhớ tổ tiên ông bà mình là ai, và con cháu chắc chắn sẽ không biết ai là ông bà. Bởi vì chính mình còn cắt đứt cái quan hệ đó thì sao, thế hệ sau nó biết. Cho nên giữ cái cúng dỗ đó, đừng có nghĩ nó rườm rà, mà ăn thua chúng ta biết cách tổ chức. Như cái hình thức này, gom lại một năm cúng một lần, chúng ta gọi là hiệp kỵ. Hiệp là gì? Là họp lại. Kỵ là dỗ. Nếu chúng ta gọi tiếng Việt là dỗ chung, còn nói cái từ chúng ta thường dùng là hiệp kỵ, mỗi năm một lần. Rồi mình bảo với con cháu là ngày đó tháng đó các con tập họp về, vì ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Phải không? Ancestor Remembrance Day, tức là ngày tưởng nhớ tổ tiên. Quý vị có thể chọn bất cứ ngày nào, even Thanksgiving. Ngày lễ tạ ơn là ngày hay nhất để có thể chọn, bởi vì ngày đó được nghỉ. Đồng thời nó đúng ý nghĩa là tạ ơn, đúng với nước Mỹ, thì con cháu nó không quên. Rồi sau này có thể nó không còn biết, nó không nhớ gì nữa, nó nhớ cứ mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn là các con phải tập họp về nhà. Trước là tạ ơn tổ tiên ông bà đã cho chúng ta được thân thể hình hài cuộc sống này. Thành thử ra cái cúng dỗ đó rất đẹp và rất hay. Ăn thua mình tổ chức ngày nào, hình thức nào để truyền tải được cái nội dung. Luôn luôn chúng ta làm gì cũng hai phần, nội dung và hình thức. Nhiều khi chúng ta hình thức rất nhiều mà quên hẳn cái nội dung. Cho nên làm cái gì phải có hình thức và nội dung được trọn. Thì cúng dỗ là hình thức, nội dung là tưởng nhớ để không quên. Vậy được ha. Con thường hay nói dối với ba má. Thí dụ mua sắm đồ hoặc mua đồ ăn, con đều nói giá thật rẻ. Hoặc nếu có chuyện buồn xảy ra trong gia đình, con đều giấu. Như vậy nói dối với cha mẹ có tội hay không? Cái này nó giống hồi nãy Pháp Hòa thưa cái giới thứ tư vậy đó. Nếu mà chúng ta ý thức chúng ta đang nói gì để đừng làm người khác buồn khổ, thì điều đó không hề phạm, dù rằng mình nói đó điều đó không thật. Ví dụ như là Pháp Hòa thưa đại chúng một ví dụ thôi. Ở chùa Pháp Hòa có quý sư cô lớn tuổi ngày xưa, Pháp Hòa một mình phải điều hành hết mọi việc trong chùa. Thậm chí những tháng đó có khó khăn gì, Pháp Hòa cũng không bao giờ kể cho các cô lớn tuổi nghe. Bởi vì Pháp Hòa biết rằng mình nói cho các cô nghe, các cô cũng không giúp được gì, mà làm ảnh hưởng đến cái sự tịnh niệm của các cô. Vì các cô lớn tuổi rồi, đi tu với mình là chỉ mong làm sao có được những ngày thanh tịnh đến cuối đời. Và những điều đó mình không nên nói nữa, để các cô yên tâm điều đó. Lúc lai mình nói dối phải không? Nhưng mà mình ý thức lý do gì mình không nói. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng trở lại hai chữ ý thức. Vì sao mình không nói? Vì mình muốn, mình biết rằng nói ra điều đó sẽ không lợi cho người này người kia. Và khi chúng ta giữ trong lòng không có nghĩa là mình ôm ấp khổ đau, mà chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải, và người kia khỏi cần phải lo, chứ không phải là mình ôm ấp một mình chịu đựng. Cho nên cái chỗ giới thứ tư nó đặc biệt là chúng ta phải ý thức đừng nói những gì gây đổ vỡ hoặc khổ đau cho người, chứ không phải là nói dối thì lúc nào cũng phải nói thật. Mà cái điều thật đó không mang lại hạnh phúc cho ai, an lạc cho ai thì chúng ta không nên. Câu hỏi cuối cùng: Phật tử học đạo thì phải hành đạo, nhưng con thấy đa số chúng sanh họ không chịu tu học, làm điều sai rồi làm cho họ khổ. Nếu mình muốn cứu họ phải mất nhiều thời gian, rồi họ đôi khi họ kéo mình xuống, làm phiền mình, làm mất thì giờ tu tập của mình. Nên con không mất thì giờ với họ mà không đi đến kết quả. Như vậy con đúng hay sai? Cái này cũng khó trả lời, bởi vì mỗi người chúng ta tùy tâm mà phát nguyện. Có những người chỉ nghĩ rằng mình tự đủ lo cho mình thôi, không dám lo cho người khác. Đạo Phật gọi cái này là gì? Tiểu thừa. Còn nếu như mà trong khi mình vừa tu mà vừa giúp người, hoặc thậm chí mình lăn xả mình giúp người, Phật gọi là gì? Đại thừa. Rồi như mình thấy ôi mấy người này mà tu hành gì giúp họ rồi mai mốt họ cũng như thế này thế kia thôi, tu không thèm đâu. Cái này cũng là thừa, kêu đổ thừa. Thành thử ra Phật giáo có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, và có một cái thừa hơn nữa đó là Phật thừa. Ngài Thật Hiền có nói trong Phát Bồ Đề Tâm Văn: cửa chính yếu để vào đạo thì phát tâm Bồ Đề trước nhất. Nhưng muốn phát tâm mình phải hiểu rõ 8 thứ phát tâm, trong đó có tà chánh, chơn ngụy, đại tiểu, thiên viên, 4 cặp, 8 thứ. Nếu mà mình phát tâm chỉ vì lợi dưỡng cho mình vào đạo bằng cái tâm gọi là lợi dưỡng mà không hề móng một chút tu hành, cái này gọi là phát tâm tà, không phải phát tâm chánh. Cũng không phải rồi mình lệch lạc, mình đi theo sai quấy, thì cái đó gọi là phát tâm ngụy, không phải là phát tâm chơn. Tà chánh chơn ngụy, thấy chúng sanh khó khăn chúng ta không lăn xả, chỉ muốn hưởng phần của mình, cái đó gọi là phát tâm tiểu. Phật đạo xa cao vẫn phát nguyện tới, chúng sanh khó độ vẫn cố gắng độ, khổ nhọc không màng, danh lợi không ham. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Chỉ biết thương người của mình, không thích độ những người khác, họ không phải là dân tộc của mình. Phát tâm như vậy gọi là thiên. Thiên là lệch bên, không phân biệt mà độ họ tấn cung, cái đó gọi là phát tâm viên. Thế thì sự phát tâm có 8, lấy 4 bỏ 4. Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ gì? Bỏ thiên và bỏ tiểu. Lấy chánh, lấy chơn, lấy viên, lấy đại. Thật ra mình có quyền từ chối không độ, không có tội, không có lỗi gì cả đâu. Nhưng mà thí dụ trường hợp như vậy thì tự biết mình đang ở cái mức độ của cái này, chứ không có lỗi gì hết. Ví dụ như bây giờ xe Pháp Hòa chở được maximum là 5 người, vì xe 4 chỗ mà nhét nữa thì được người thôi. Thì không lẽ bây giờ Pháp Hòa từ chối người thứ 6, thứ 7 là mang tội sao? Bởi vì xe Pháp Hòa tôi chỉ có thể chở được cao tay là 5 người. Nhưng mà phải nhận đây là xe nhỏ, chứ không coi gì hết. Cho nên ở đây nói ra điều này cũng không có phải là mình lỗi gì cả, nhưng mà nhận. Còn ví dụ bây giờ mình thấy rằng nếu như các bậc Bồ Tát đều khởi cái tâm giống mình thì chắc có lẽ cõi đời này không được bao nhiêu người được độ. Thôi bây giờ mình quán chúng sanh như những người con của mình. Bởi vì con của mình nó hư cỡ nào, mình cũng không bao giờ bỏ nó, vì thủy chung nó là con của mình. Bồ Tát thấy chúng sanh như con của các Bồ Tát. Cho nên trong kinh nói Đức Phật thương chúng sanh như thương La Hầu La. Vì La Hầu La là con của Thái tử. Nhưng mà nói như vậy thôi để mà nói lên cái hình ảnh là Phật thương chúng sanh như thương con. Mà cuộc sống của chúng ta đó, đại chúng để ý rồi, hình như á, chỉ cần mỗi ngày chúng ta để tâm một chút thôi. Bây giờ mình nói cái chữ ý thức rồi nhận thức rồi nghe nó chưa đủ, mình có thể dùng thêm từ nữa là để tâm. Có nhiều người con để tâm tới cha mẹ. Mình vô một bữa ăn á, mình nhìn vô bữa ăn mình thấy set up thiếu đũa thiếu muỗng thế nào, tự nhiên mình đứng dậy mình làm cái việc đó. Rồi cuộc sống tự nhiên mọi việc nó đi vào trong một cái vui vẻ, cái hạnh phúc mà rất là bình thường. Mình thấy mình đâu làm chuyện gì mà gọi là phi thường đâu, mà cuộc sống nó rất là an lạc. Bước vô bữa ăn, nhiều khi ngồi xuống ăn không thấy đũa, cái thay gì mình nói đũa đâu. Mình đứng dậy mình phụ mình lấy đôi đũa, cái tự nhiên nó yên. Có nhiều khi mình dọn xong mâm cơm mình không thấy đũa, không nói vậy đâu nha, dọn cơm mà không có đũa, tức mình có lời trách móc. Mà trong cái đó mình quên rằng cái người lo cơm cũng nhiều việc lắm, chứ đâu phải chỉ có một việc để làm. Mà mình chỉ có việc là ngồi xuống ăn mà thiếu đôi đũa, mình còn cằn nhằn nữa, mà mình đứng dậy mình đem đôi đũa đó tới thì cái việc nó yên khác. Rồi một người kia nóng giận, mình ý thức người đó đang giận, đang nóng, và mình là cái người nhẫn nhịn, thì tự nhiên nó yên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta có sự quan tâm, để tâm. Cho nên ý thức là gì? Hay là nhận thức là gì? Nhận thức nghĩa là chúng ta nhận và hiểu ra được rằng cái việc đó như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi vô bệnh viện thăm một bà cụ. Thì bà cụ này trong gia đình có nhiều vấn đề, con cái dành của cải chi đó không biết. Thì bà mới nhờ một người gọi cho Pháp Hòa gấp, chạy lên bệnh viện thăm bà. Thì khi Pháp Hòa bước vô, cái bà khóc quá chừng đi, cái bà mới lấy cái giấy napkin đó, bà chùi mũi. Nhưng mà thiệt sự cái mục đích chùi mũi là để bà tuột hai cái chiếc nhẫn hột xoàn bà đang đeo trong tay á, bà quấn ở trong giấy đó, bà dúi vô tay Pháp Hòa. Ý của bà là muốn Pháp Hòa giữ giùm. Pháp Hòa thì sớn sát, thấy nãy bà chùi mũi và bà dúi trong cái tay mình, thì có lẽ là cái tờ giấy dơ. Sẵn bà vừa duỗi tay cái Pháp Hòa cả thùng rác dục vô cái bóp. Cái lúc đó bà đang nghĩa là bệnh lên bệnh xuống vậy, mà thấy hai cái chiếc hột xoàn nó rớt ở trong cái thùng rác, cái bà tỉnh liền à. Trời ơi trời, hai cái chiếc hột xoàn nằm trong á. Thế là sao? Hai người con chạy ra bóc cái thùng rác ra. Rồi Pháp Hòa cũng đến, bà cũng đến luôn. Lát mấy người con về mới nói thầy thiệt tình có biết ở đâu. Cho nên quý vị thấy không, nhiều khi mình sơ ý một chút, mình quên để tâm một chút về cái mất hai cái hột xoàn. Trước khi Pháp Hòa đi tu, thì buổi sáng đó Pháp Hòa mà mở lửa lên để mà nấu thức ăn chuẩn bị đi học, chiên không biết chiên trứng chiên gì đó, nhưng mà cũng còn mê hoạt họa. Đi ra mở phim hoạt họa đứng coi ngon lành, bắt lửa trên này quên. Cái tới hồi mà nghe cái mùi nó cháy khét khét đó, mới nhớ trực là mình cái chảo mình để dầu rồi mà mình vặn lửa mà mình quên. Vô thấy lửa phừng phừng vậy nè, lúc đó nó quýnh lên rồi thì bắt đầu quên ý thức nha. Cầm cái chảo lên thổi cái phù, lửa nó táp vô. Nó táp vô, nó cháy tóc về, cái lấy cái tay phủi cái quẹt, trời ơi đen tóc hết trơn luôn. Này chắc cái triệu chứng đi tu. Mà quý vị sẽ để ý rằng trong cuộc sống của mình á, là mình hàng ngày á, mình sẽ bị vấp phải những cái này liên tu bất tận. Nhỏ vậy mà rất là nhiều. Có một bà cụ kia, con cái đi làm hết rồi, bắt cái nồi nấu canh, xong rồi đi ra phơi gì đó, cái quên dập cái cửa nó khóa. Cái cửa nó khóa rồi bà không vô được, mà bà nhớ là ở trong nhà này á, là bây giờ là con đang có cái lò, mà bà không biết làm sao mà gọi phone, cũng không biết làm gì. Cái thầy bà qua bà gõ cửa cái người hàng xóm, mà bà đâu có biết nói gì đâu. Thì người hàng xóm vừa mở cửa ra, bà đẩy người hàng xóm qua bên, bà đi thẳng vô cái bếp của người hàng xóm, bà lấy cái lò, cái nồi á, bà đặt lên cái lò đó, rồi bà ra dấu vậy nè. Thế là cái người hàng xóm đó nhận thức ra rằng á, cái lò cái nhà bà, rồi kêu số phone giùm cho con bà đi về. Ở chùa Pháp Hòa có nhiều bác Phật tử vô trong chùa làm công quả, rồi nhiều lúc Pháp Hòa đi vắng, mấy đệ tử Tây tới tìm, ảnh bước vô anh kêu thai là thầy á. Mấy bà nghe cũng được thai. Cái bà nói, bà đưa cái tay vậy nè, nghĩa là thầy đi rồi. Thì cái anh Tây đó, ảnh nói thầy đi đâu mà đi, xe thầy còn. Thì ảnh mới chỉ xe. Hai người nói chuyện kiểu đó không á. Thì ảnh mới chỉ chiếc xe vậy nè, ý là thầy đi đâu, xe thầy còn nè. Cái bà không biết nói làm sao, cái cuối cùng bà làm vậy nè, bà chỉ như vậy, xong cái bà nhắm mắt, bà nằm ngay đơ vậy nè. Anh Tây biết là thầy đi tụng đám ma. Tại bà đâu có biết nói người chết. Bà chỉ như vậy, cái bà nhắm mắt, bà nằm đơ vậy nè. Thế là anh Tây biết là thầy ông đi tụng đám tang rồi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, từ xã hội cho tới gia đình, bản thân, những người thân thương của mình xung quanh, chỉ cần chúng ta có cái quan tâm thì chúng ta sẽ làm cho người đó rất là hạnh phúc. Hồi sáng Pháp Hòa qua thăm thì Hòa Thượng mới nói chiều nay tôi ra. Pháp Hòa nói thôi con thỉnh Hòa Thượng nghỉ ngơi, Hòa Thượng bệnh. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng á, tôi hồi xưa học cái gì thì tôi bây giờ tôi làm điều đó. Cái câu ngày xưa tôi học là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Nghĩa là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Cho nên nơi nào có Pháp mà tôi đi được thì tôi sẽ đến. Thưa đại chúng, hôm nay Hòa Thượng hiện diện ở đây với chúng ta. Hòa Thượng đang thể hiện một trong bốn chúng thính Pháp, đó là đương cơ chúng. Đại chúng để ý, trong Phật Pháp có bốn chúng để nghe Pháp. Một gọi là khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh là chúng gì? Ví dụ quý vị không có hiểu một cái điều gì đó thì có thể đứng lên hay viết tờ giấy hỏi câu đó. Thì nhờ có một người khơi, chữ khải là mình khơi cái việc đó lên để cho mọi người khác được nghe. Thì cái thời của Đức Phật á, cái người đóng cái vai khải thỉnh chúng đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí. Bởi vì người có trí cho nên Ngài quan sát đại chúng đang thắc mắc điều gì, cho nên Ngài đứng dậy Ngài hỏi Phật. Quý vị nhớ, quý vị đọc kinh, thỉnh thoảng quý vị đọc những cái đoạn đó. Lúc bấy giờ trong chúng có một vị Bồ Tát tên là gì đó đứng dậy hỏi Đức Thế Tôn nguyên do gì mà sự việc này sự việc nọ có thực hiện được. Đức Phật liền nói: thiện nam tử, ông khéo hỏi, lành thai lành thai. Ông khéo hỏi, tôi nay sẽ sắp nói, quý vị hãy khéo lắng nghe. Thì vị trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin sẵn sàng lắng nghe. Nếu quý vị đọc đoạn kinh thì thỉnh thoảng quý vị thấy câu đó. Thì cái câu hỏi đó đó, mình có thể định riêng, cái câu hỏi này, vị Bồ Tát này đang đóng một cái vai gọi là gì? Khải thỉnh chúng. Chúng khải thỉnh. Ngài Văn Thù tượng trưng. Chúng thứ hai, gọi là gì? Chúng tán trợ. Tán trợ là sao? Sau khi bài pháp được nói, có một vị Bồ Tát đứng dậy: Thật hy hữu thai thưa Thế Tôn, hôm nay chúng con được nghe những lời Thế Tôn dạy. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trong đời sau ai thực hành những pháp này, người đó sẽ được an vui hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Quý vị nhớ những câu đó không? Kinh này đặt tên là gì? Và chúng con sẽ lưu bố thế nào? Đức Phật nói: Thiện nam tử, kinh này có thể gọi bằng 3 tên. Thí dụ vậy. Thì cái người đóng cái vai tán trợ đó là ai? Là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên khi mình đọc cuốn bản kinh á, mình đọc tới đoạn nào thì mình có thể nhận định đây là chúng tán trợ, đây là chúng khải thịnh. Rồi bây giờ tới cái chúng thứ ba gọi là gì? Chúng đương cơ. Chúng đương cơ là chúng làm sao? Cái chúng này lãnh hội được điều Phật nói. Đương cơ tức là nó tương đồng với cái trình độ hiểu nghe. Cho nên nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó. Thì phần lớn đại chúng nghe hiểu hết, cái gọi là gì? Chúng đương cơ. Nhưng mà có một chúng nữa, ngồi là ngồi nhưng mà không hiểu gì hết, nhưng mà được Đức Phật gọi là gì? Chúng tán trợ. Xin lỗi, gọi là chúng dự duyên. Dự duyên là gì? Người này chưa đủ duyên hiểu, nhưng mà vẫn đóng một vai trò là ngồi tham dự. Thì Hòa Thượng ngồi đây là tán trợ. Hòa Thượng đâu cần nghe mình nói nữa, Ngài là bậc thầy của mình mà. Nhưng mà Ngài ngồi đó để làm chi? Để mình ý thức có người lớn, không có lộn xộn. Thường là mình ai mà có mặt với mình mà người đó lớn hơn mình thì mình sao? Khép nép một chút. Bạn trai mới tới nhà bạn gái chơi mà có ba mẹ bạn gái nhà, tự nhiên bạn trai đó hiền hẳn ra. Bạn gái đó mà lần đầu tiên tới nhà bạn trai chơi mà có cha mẹ bạn trai ở nhà là cô đó cô thùy mị ra: Dạ con chào bác ạ. Bác thời cơm chưa ạ? Cái gì cũng ạ hết á. Thì cái chúng mà ngồi nghe nhưng mà chưa đủ hiểu. Thông qua ví dụ như là có những em nhỏ đang ngồi đây nè, vì các em đi theo ba mẹ, nãy giờ nó thấy mình cũng cười cũng nói mà đâu hiểu mình nói gì đâu, nhưng mà nó cũng rất dễ thương là nó ngồi yên để cho mình nói. Thì những em nhỏ đó lại gì thuộc trong 4 chúng này? Dự duyên. Vậy thì đại chúng thấy được 4 chúng nghe pháp không? Chúng khải thỉnh, chúng gì? Tán trợ, chúng đương cơ và chúng dự duyên. Thì trong một cái pháp hội, quý vị nghe Phật nói kinh xong, chư thiên rải hoa cúng dường tán thán bài pháp, đó là tán trợ đó, cái hình ảnh đó. Rồi có nhiều khi mình tụng kinh xong đọc cái đoạn là chư thiên trỗi nhạc cúng dường, nó còn có cái ý nghĩa rằng á, khi mình nghe được một cái câu pháp nào mà mình hiểu được rồi, trong lòng mình nó vui, thật là vui. Thì cũng giống như là những nốt nhạc đang ở trong lòng mình, và vui như một người chư thiên ở cõi trời mà đang trỗi nhạc. Trời ơi, pháp màu nhiệm vô cùng. Cho nên nghe xong hạnh phúc, trong lòng rất niềm vui. Có nhiều khi á, mình vướng mắc một cái vấn đề gì đó mà lâu nay chưa thông, nhờ có một người khải thỉnh cái câu hỏi đó. Hồi nãy mình là ngồi đó mình dự duyên, mình đang là chúng dự duyên, nhưng mà nhờ một chúng khải thỉnh, lập tức mình trở thành chúng đương cơ, hiểu được liền. Sau đó mình tán thán, thành thử ra mình cũng có thể nhảy lớp ở trong khi mình đang đó. Hồi nãy mình chỉ là dự duyên thôi, nhưng mà nhờ có người khải thỉnh, rồi nói nó đúng cái trình độ, cái căn cơ, cái thắc mắc của mình, cái tự nhiên mình trở thành một chúng tán trợ tức khắc. Thôi từ nay con nguyện. Chúng tán trợ là tán thán xong rồi phát nguyện nha: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện lãnh hội giáo pháp này và để thực hiện và truyền bá trong tương lai. Quý vị đọc những đoạn kinh, quý vị sẽ thấy những đoạn đó. Cho hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, nhà Phật thì dùng cái chữ chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta nhận thức rõ ràng mọi sự mọi việc. Trong cái từ chúng ta thường nói trong cuộc sống hàng ngày, đó là ý thức. Tại vì ai có ý thức thì sẽ thấy được trách nhiệm của mình. Ai có ý thức thì sẽ thấy bổn phận của mình và việc làm của mình. Và từ đó mình giảm đi cái làm khổ cho nhau. Cho nên cứu khổ là gì? Không phải đợi người đó khổ rồi cứu. Cứu khổ mà không phải đợi người đó la làng lên rồi mới làm. Mà đa phần á, thường thường con của mình nó hay đợi mình nổi quạo, mình la bắt đầu nó mới làm không à. Phải chi nó làm trước đó, mình đâu có chuyện, phải không? Mà đôi khi mình cũng nói với nó, nhiều khi mình la hoài có nói mẹ sao mẹ dữ quá, cái nói tại ai đó. Thử ra bây giờ các con mà thương ba thương mẹ mà biết mẹ hay nổi sân như vậy đó, các con làm trước đi. Đi học về gác đôi giày lên, máng cái áo lạnh lên, học bài xong rồi dọn bài, chơi đồ chơi xong rồi dọn cất, thì mẹ đâu có cơ hội mẹ nổi giận. Thầy định nói là nổi bồ đề gai, mà nếu mà thầy biết thầy nói bồ đề gai, con sẽ hỏi tiếp gai là gì mà nổi. Không, thầy nói là mẹ, trước khi mẹ nổi giận mà con biết rằng mẹ không thích cái điều đó thì mình đừng làm, vì mình có cái aware. Chút xíu thầy sẽ summarize cái bài này, bài tiếng Anh ha. Mình có cái ý thức, mà tiếng Mỹ gọi là cái aware hay là cái conscious. Bây giờ đại chúng tập ngồi thiền, đại chúng cũng phải ngồi với cái hơi thở của mình. Ngồi đây tôi biết tôi đang thở vào nè. Thường thường đó, mình không bao giờ ngưng thở. Nhưng mà mình có biết mình thở không? Không biết. Vậy thì trong lúc ngồi thiền mình làm gì? Đừng làm gì nữa hết, chỉ làm một việc thôi, đó là nhận thức từng hơi thở của mình. Tại vì nếu mà mình không còn thở thì tất cả mọi sự việc nó sẽ xong. Cho nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa nữa ở tận nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Thậm chí qua tới nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trăm năm trong cõi người ta, người nào cũng phải thở ra hít vào. Mà thật sự là như vậy. Cho nên mỗi ngày mình phải có ý thức về hơi thở. Ý thức hơi thở để làm gì? Để mình thấy trân quý cuộc sống và đừng làm khổ nhau. Giảm thiểu cái cơ hội làm khổ nhau. Mình giận người đó, lỡ người đó chết, mình tới mình thắp cây nhang. Anh thông cảm cho tôi nghe, hôm qua tôi chọc anh, không chừng anh giận tôi, anh tức anh. Quý vị thấy không? Rồi nhiều khi mình quên ý thức tuổi tác. Trời, giờ 80 rồi, 80 tuổi rồi mà cứ đòi khiêng gạo 30 kg, thì mình không ý thức được sức khỏe thì mình sẽ làm phiền con cái của mình. Khi mình bệnh đừng có ngại. Có nhiều khi mình nói thôi không muốn làm phiền con cái, nhưng mà mình không làm phiền, mà mình muốn tự tay mình làm. Nhiều khi mình té ra mình làm phiền còn hơn. Có nhiều khi mình ngại cái này mà mình không ý thức được mình, thì mình lại tạo nhiều cái khó khăn khác nữa. Thật sự ra cái này á, đạo Phật gọi là chánh niệm, nhưng ở đây hôm nay mình dùng cái từ là ý thức. Mà người mà sống từ ý thức tuổi tác, ý thức mọi việc thôi, tự nhiên sức khỏe mình nó cũng khác. Ví dụ bây giờ mình thấy á, đến khi mình ở cái tuổi 40 trở lên rồi thì sự tiêu hóa trong cơ thể mình nó khó khăn hơn ngày xưa rất nhiều. Thì mình phải ý thức điều đó và ăn uống cẩn thận trở lại. Mình ý thức là một năm nay sức khỏe mình giảm nhiều, cho nên mình đi đứng phải thật cẩn thận. Nhiều khi mình không muốn làm phiền người khác, mà mình tích cái gì của mình tự tay mình làm, nhưng mà mình quên ý thức mình có sức khỏe bao nhiêu để làm. Rồi mình làm không đúng thì nó ấy hơn. Thậm chí mình làm từ thiện mà không ý thức ở đâu, lúc nào cũng có thể gây trở ngại cho người khác. Chẳng hạn như qua Ấn Độ, quý vị biết có những cái vùng Ấn Độ, người nghèo, người ăn xin đó, xung quanh hàng ngàn người, nhưng mà nó không bao giờ xuất hiện 1000 người đâu. Tại vì nó biết, họ biết rằng á, xuất hiện 1000 người mình không dám cho, cho nên họ cử một người đại diện. Người đại diện đứng xin về, mà họ đâu biết nói, họ gặp cái Việt Nam. Tại vì họ biết người Việt Nam mình là hay cho, cho nên họ gặp mình một cái ha, họ thấy mình mặc áo tràng màu lam vậy là họ biết Việt Nam rồi, là bắt đầu họ niệm Phật bằng tiếng Việt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Việt Nam number one, Việt Nam number one. Trời ơi, mình nghe number one cái mình quên hết trơn. Rồi là bắt đầu móc nguyên cọc tiền ra, vừa cọc tiền vừa ra thôi, 1000 đứa nó ao ra, nó chụp, nó giật. Trời ơi, mình sợ té lửa luôn, chạy té khói, rốt cuộc rớt tiền. Cuối cùng quý vị biết nói là sao? Thôi chạy bỏ, mà bỏ gì? Bỏ của lấy người. Thật sự người đầu tiên người Ấn Độ họ không có như vậy. Họ rất là bình an, họ sống đơn giản với cuộc sống của họ. Nhưng mà nhiều khi mình thương quá chừng gặp mình cứ cho, rồi mình cũng tập, mình cũng có một phần đóng góp làm cho họ bị gì? Bị trở thành như vậy. Họ không có biết dành nhau ngộ bánh mì đâu. Nhưng mà rồi mình qua mình thương họ, nhưng mà mình quên cho lúc nào và cho ở đâu, bằng cách nào. Ví dụ muốn cho, ta phải tập hợp, ta tổ chức ở một nơi nào đó, rồi mình mua gạo, mình cho đàng hoàng. Mà cho như vậy mà chưa chắc họ đã ổn nữa đó. Chứ đừng nói là mình giữa đường giữa xá mà mình bóc mình cho. Mà quý vị biết, khi mình cho như vậy là mình bị dí, thì cả đoàn phải chờ mình đi qua cái địa điểm khác. Mình là cái người delay rất nhiều cho cái chuyến đi của mình đó. Rồi bây giờ mình đi xin, mình đi hành hương chung, mình đi sinh hoạt chung, mà quên ý thức giờ giấc, lúc nào cũng đi trễ. Mà mình quên rằng mình là người chậm, thì mình phải lo trước. Mình cứ để người ta chờ. Người ta chờ một lần người ta có thể du di, nhưng mà qua 3 lần thì người ta phiền mình. Và phiền mình cái bắt đầu mình nổi phiền não, thế này thế nọ. Thì quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống, mình chỉ cần mình quên chút, quên ý thức một chút, giờ giấc thôi. Một mình sao cũng được, mà đi với tập thể là phải có khác. Thậm chí lên ngồi thiền, mình phải ý thức. Mình bước vào chánh điện là mọi người đã ngồi thiền rồi, thì mình phải đi thật là chậm. Đi chậm để đừng làm phiền người ta. Còn đằng này đi trễ mà còn không muốn ai biết, cho nên chạy cái rầm. Chạy cái rầm, cái ngồi xuống cái rầm, thì 2-3 người ta ngồi xung quanh, ta ngó có bà nào, ông nào vậy. Không muốn người ta biết, nhưng mà cái hành động gấp gáp của mình sẽ làm cho người ta biết mình là ai nữa. Cho nên càng sống trong đời, càng để tâm tới mọi việc, thì chúng ta sẽ thấy rằng ồ, thì ra cuộc sống nó đơn giản thôi. Chỉ cần sống có ý thức. Sống có ý thức. Thí dụ như á, cái xe của mình nó có 7 chỗ à, mà bây giờ tổng cộng tới 8 chỗ. Hay là 10 người đi, 7 người đi, hay là 9 người đi. Thì mình đừng có nói cái gì mà để làm cho người ta khó chịu khi ta bước lên xe mình. Ô, không sao đâu, mỗi người mình nhích một chút xíu là ngồi được, mà đây qua đó một chút thôi. Mình biết cái người thứ 9 họ đi ké mình, họ ngại dữ lắm. Cho nên cái lời nói mình phải cẩn thận, để người ta đừng có ngại. Người ta là cái người bước vào chiếc xe này mà người ta làm phiền mình. Thường thường á, Pháp Hòa đi đâu làm gì á, cố gắng tập cái đó nhiều lắm, để mình làm cho mọi người thoải mái. Nhiều khi mình quên, trời xe có 7 chỗ, 9 chỗ, 9 người ngồi đâu. Biết vậy tôi ở nhà. Thế là mình thật sự là bây giờ cái việc nó đã rồi, mà cái quan trọng là mình làm sao để mọi người ngồi chung một chiếc xe này vui vẻ với nhau nè. Có nhiều khi mình nói câu đó cái thì cái người mà người ta áp thêm người thứ 9 đó, ta ngại vô cùng. Rồi cái nói thôi không sao đâu, ngồi đi, tôi nhường cho đó, thế này thế nọ, thì nó lại càng có chuyện nữa. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống Pháp Hòa thấy Phật dạy hay lắm. Phật dạy rất là hay, là Phật dạy chánh niệm. Phật dạy chánh niệm, mà cái chánh niệm mà có rồi đó thì mọi sự mọi việc nó sẽ đi vào cái con đường nhẹ nhàng vô cùng. Có nhiều khi Phật tử lên lễ Phật, người ta mới tới chùa mà người ta đâu có áo tràng gì đâu, ta đứng vô cái Pháp Hòa nói con không có áo tràng. Dạ không sao đâu, đứng đại Phật trang nghiêm được rồi. Mới vừa dứt cái con cô đâu đi ra đây lấy áo tràng mặc vô, ai mặc kia cũng vậy. Trời ơi làm mình cũng quê nữa. Mình mới nói không sao, nguyên cái trăng nó tới rồi. Quý vị biết không, nhiều khi mình ở chùa mình hay sắm chén riêng, dĩa riêng cho thầy. Rồi thì Phật tử người ta quên, người ta đâu có biết đâu, người ta lấy lộn cái chén người ta ăn thôi. Vậy mà lại bưng cái chén, đứa chén lại tôi chén được của thầy. Trời ơi nó kỳ lắm, không có nên vậy. Xin lỗi, thầy đâu phải ăn chén đó thầy mới ăn ngon. Không, mà cái lỡ rồi thì thôi, chứ mình nói làm chi mấy chuyện đó. Mà người ta đã ăn lợi lấy chén lại. Thậm chí người ta lỡ gấp món đó cái này, ê cái này không hái, giật lại. Kỳ lắm. Pháp Hòa là kỵ cái đó vô cùng. Xin lỗi bây giờ lỡ ăn không? Hồi nãy đây nè, hồi nãy Pháp Hòa ngồi trong đó, Pháp Hòa nói chú ở ngoài đó có đông không? Mấy vị nói dạ đông. Nếu mà ngồi hết là còn thiếu ghế. Và nói trong này còn bao nhiêu ghế mang ra hết, mình đứng cũng không sao đâu. Cho nên ở chùa mà thức ăn vậy, Phúc Hòa lúc nào cũng nhắc đừng quan tâm quý thầy. Những gì quý vị để dành mà nếu lỡ thiếu đem hết ra cho quý vị dùng. Một lát không còn gì mình nhịn cũng được, mình ăn mì gói cũng được, mình ăn bất cứ cái... Trời ơi đâu phải bữa nay mình mới ăn cái này đâu. Và người ta cũng chẳng phải đến đây vì cái này, nhưng mà đã đãi thì phải làm cho nó đủ. Cho nên trong cuộc sống đôi khi mình là Phật tử, mình muốn hộ Pháp, nhưng mà mình không có đủ Pháp ở trong người mình. Mình hộ Pháp hồi nó trật. Cho nên quý vị nhớ dùng Pháp Hòa 4 chữ ha: dĩ Pháp hộ Pháp. Dĩ Pháp hộ Pháp là lấy Phật Pháp để hộ trì Phật Pháp. Dĩ là lấy, mình phải lấy Pháp, mà trong người mình phải có Pháp rồi thì mình mới có thể mình hộ Pháp được. Không thôi á, mình hộ Pháp một chập rồi á, người ta hộ niệm mình hết à. Nghe tới tên mình nó mô Phật thôi để tôi đi. Rồi một hộ Pháp ở đâu không thấy, mà mình cái cách của mình hộ Pháp không có đúng. Cho nên mình muốn chùa hưng thịnh, thầy trụ trì chỉ là một phần nhỏ thôi. Tại vì người ta vô người ta gặp thầy trụ trì ít lắm. Thường người ta gặp già lam thánh chúng, tức là mấy Phật tử mình á. Thì mỗi người mình có ý thức mình đang ở đâu, mình trả lời cái gì. Người ta gọi vô chùa mà người ta hỏi một cái phone mà mình trả lời cái phone mà nghe nó không thông không suông gì hết là người ta buồn. Thành thử ra Phật dạy mình hành động, lời nói, nhận thức tất cả đều rất là nhẹ nhàng. Nhưng sao chúng ta thiếu cái nhẹ nhàng đó thì tự nhiên mình làm cho người khác nói ủa sao tu kỳ vậy. Rồi từ đó nhiều khi người ta có cái thành kiến, người ta có cái ác cảm của người tu nữa. Đó là bởi vì có những khi chúng ta thiếu cái bổn phận. Pháp Hòa nói với mấy chú tiểu ở chùa đó, tụi con đi học đó, lúc nào cũng phải nhớ cái áo trên người mình mặc là cái áo của một người tu. Họ không phải họ cười một cá nhân của con, mà cả một cái tập thể đạo Phật. Nhiều khi mình làm không đúng rồi đó. À đạo Phật vậy đó hả? Đạo Phật vậy đó hả? Bây giờ đừng nói ai, mấy người ngoại đạo ngoại quốc họ không hiểu. Nội người thân của mình thôi, mình đi chùa về mà mình khác hơn người đi chùa cái đấy. Đi chùa học vậy đó hả? Đi chùa thầy dạy vậy thế này thế kia, tội nghiệp. Cho nên á, ý thức bản thân là mình ý thức tuổi tác, ý thức sức khỏe, ý thức những cái công việc gì chúng ta đang làm ở trong chùa, trong đạo tràng, ý thức gia đình là mình là một bổn phận của cha, của mẹ, của chồng, của vợ. Cho nên tại sao phải có cái lễ cưới? Cái lễ cưới là để xác định anh ý thức rằng hôm nay anh đã chính thức làm chồng, anh đã chính thức làm vợ. Người Phật tử tại sao phải quy y? Để chúng ta ý thức rằng chúng ta đã là Phật tử do tự tâm mình phát nguyện. Mà do mình phát nguyện làm Phật tử thì mình cố gắng sống trong cái khuôn, cái đạo của một người Phật tử. Người Phật tử không thể giống như một người tục tử. Tục tử là người bình thường trong cuộc sống, cõi tục. Phật tử thì có khác. Cho nên mình ý thức như vậy thôi. Thậm chí mặc cái bộ đồ vạt hò mà ra chợ là ý thức mình đang mặc bộ đồ vạt hò và đang đi chợ. Người ta bán cái giá đó, mua được thì mua, không được chèn ép. Thậm chí mua cho chùa nè, bán rẻ đi có phước. Mình nói vậy làm chi? Rồi cái mình cứ lấy chùa với phước ra mình áp đảo người bán. Thì bây giờ đối đế quá người ta cũng phải bán. Nhưng mà sau khi mà tiễn dông rồi người ta nói lần sau bà đó tới thấy bà đem cất đồ hết không? Thật thử ra những cái đó là những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe và chúng ta phải tự nhận thức. Cho nên nó nhiều khi á, mình nghe người kia nói người nọ, mình cũng phải tự nhận thức mình. Mình tự nhận thức rằng người này có cái tâm như thế nọ thế kia, rồi thôi mình cũng phải cẩn thận. Người này bị như thế này thì mai chiều mốt nọ cũng tới phiên mình. Thành thử ra mình cũng phải nhận thức điều đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó là chúng ta có cái nhận thức. Hồi đó có một ông cụ Pháp Hòa biết á, ông ít đi chùa lắm. Nhưng mà ông biết á, bà vợ của ông hay nóng tính. Chỉ cần bà lên thắp nhang tụng kinh mà bật cái bật lửa lên mà hết ga là bà giục cái bóp á. Cho nên là ông cụ này ít đi chùa lắm, nhưng mà ông để ý cái hột quẹt. Hễ mà cái hột quẹt sắp hết á, là ông đổi cái khác. Đổi khác để chi? Để bà vợ không phải mỗi lần thắp nhang hết ga trong cái hột quẹt thì bà vợ lại nổi bực bội. Thành thử đó nhiều khi á, trong cuộc sống là mình tu đâu cũng cần biết, nhưng chỉ cần mình quan tâm mình sẽ thấy người kia vui hẳn ra. Người chồng mà quan tâm người vợ một chút, thấy người vợ bệnh thì hỏi thăm sức khỏe, ăn uống thế này thế kia, và thậm chí lấy nước rồi cho uống rồi vậy, nhiêu đó thôi, hạnh phúc tràn trề. Còn không phải làm gì bệnh hoài vậy. Bộ tôi muốn bệnh lắm hả? Cái là có chuyện liền thôi. Cho nên nhiều khi một câu nói mà mình quên mình đang nói cái gì thì cũng có chuyện. Mà thì cái người kia giống như lửa sẵn rồi, chỉ cần mình nẹt cái gì ra là người kia nhận thức một cách khác liền à. Cho nên đối với một cái người mà người ta hay dễ giận, dễ hờn ở những câu nói đó, đôi khi mình cũng phải rớt ý thức. Mình sắp sửa nói cái gì với người đó, chọn câu, chọn chữ, nói cho cẩn thận thôi, kẻo hiểu lầm chứ. Thậm chí mình đứng trước trong một cái buổi nói chuyện, mình phải biết trong thính chúng đó là có bao nhiêu người và họ gồm những ai để mình dùng từ ngữ cho nó chính xác. Là như vậy. Thì nếu mà trong cuộc sống của chúng ta, cái sự tu hành của mình đó, nó không phải là ở cái vấn đề học pháp đủ, mà bên cạnh cái học pháp chúng ta phải có hành pháp. Thưa đại chúng nhớ là Phật tử mình phải có hai điều mình cần làm. Một là mình phải có học pháp, hai là mình phải hành pháp. Học pháp là để nó bồi dưỡng cho cái hiểu biết về Phật học của mình, cho nên chúng ta gọi là Phật học. Còn cái hành pháp là chúng ta hành những gì chúng ta học để chúng ta trở nên những cái bậc đặc biệt. Là để chưa nói là Phật gì đi nữa thì ít nhất cũng là một người Phật tử. Cho nên đó, Phật học là mình học giáo lý, còn học Phật là mình bắt đầu ứng dụng giáo lý để trở thành một Đức Phật. Cho nên ta kêu là trường Phật học. Ví dụ như trường Phật học cơ bản, trường Phật học trung cấp vậy đó. Cả mọi người muốn biết giáo lý thì phải đi vào trường Phật học, rồi sau đó ứng dụng những điều mình học để gọi là học Phật. Thì mình cũng có hai phần, một là học Pháp, hai là hành Pháp. Mà người có hành Pháp thì mình thấy có khác hơn là người chỉ học Pháp mà không hành. Vì sao? Vì người đó bắt đầu có cái nhận biết, có cái ý thức, có cái chánh niệm trong hành động, trong lời nói, trong mọi cái cử chỉ. Và đặc biệt nhất là chúng ta những người thân thương của mình. Nhiều khi mình sống với người già đó, mình phải rất là cẩn thận. Cẩn thận đây không phải là mình sợ sệt gì, nhưng mà mình biết, mình hiểu rõ người già thường hay tuổi thân. Mặc dù tuổi mẹo, tuổi thìn, tuổi gì không biết, nhưng mà tới già rồi là tuổi thân hết. Rồi người bệnh cũng tuổi thân luôn. Cho nên chăm sóc người bệnh cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình lỡ lời thì cái người bệnh đó họ không được vui. Nói như vậy cũng là trời ơi, sống mệt mỏi quá, lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống á, cái cuộc sống này á, chúng ta thường dùng cái từ là ăn nói, tai làm hàm nhai. Không người nào sống mà không làm và không nói. Mà nếu mà mình nín thì cuộc sống này nó không có hiểu gì hết, không hiểu nhau. Vậy thì cần nói thì chúng ta ý thức nói cái gì. Chúng ta cần phải đối xử, nhưng mà đối xử như thế nào. Chỉ cần thêm chút thôi. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ mình nấu ăn nè, ngày nào cũng nấu bất cứ món gì mà cũng chỉ 3 vị thôi: đường, muối, bột ngọt. Nấu bất cứ món gì nhưng mà 3 cái gia vị chính là đường, muối, bột ngọt. Người Phật tử chúng ta hành xử bất cứ điều gì chỉ cần 3 điều thôi: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm, định là định tĩnh, tuệ là hiểu biết. Bất cứ việc gì chúng ta làm mà có cái sự định lại, dừng lại để chúng ta ý thức việc làm này như thế nào và chúng ta phải làm như thế nào, thì tự nhiên việc đó nó chuyên chở được cái ý nghĩa, cái đạo lý trong đó vô cùng. Niệm, định, tuệ, nó là một không thể thiếu trong cái hành trang của người Phật tử. Hay nói chung là tất cả con người muốn sống có hạnh phúc an vui cho mình, cho người thân thì không thể thiếu 3 điều: niệm, định, tuệ. Giống như mình ở xứ này, con cái của mình bây giờ không phải như hồi đó mình ba mẹ nói gì mình nghe đâu. Mình nói không đúng là nó phản ứng lại liền. Và thậm chí nó còn định một lòng là từ nay về sau nó không chia sẻ cái gì với mình nữa hết. Tại vì cái cách của mình biểu lộ là mình hiểu như vậy, mình nhận biết như vậy. Ví dụ như, xin lỗi đại chúng, là mấy người khủng bố đó, mình đừng có nói cho mấy đứa nó biết là mình không thích mấy người đó nha. Đừng bao giờ mình nói với nó điều đó đó. Ví dụ như nó nói bữa hôm nay á, cái ông đó khủng bố rồi bị người ta bắn chết, ông nó chết là phải rồi. Nó không thích câu đó đâu. Mấy đứa này nó nói vậy, và sau này nó sẽ không bao giờ nó nói điều gì với mình nữa. Mới đây có một em nè, đi mua một, nó mới có 13 tuổi thôi, đi mua một cái quần về mặt. Mà mẹ thấy cái quần nó kỳ quá, mẹ chỉ nói trời ơi con ơi, con mặc cái quần gì kỳ vậy con. Nói vậy thôi. Nó đóng cửa cái rầm, nó bước ra nó nói từ nay về sau con không cho mẹ thấy bất cứ đồ gì con mặc nữa. Thành thử ra mình thấy rằng có nhiều lúc mình muốn nói, nhưng mình phải suy nghĩ coi cái đứa con này nó ở cái dạng vậy đó, mình sẽ nói như thế nào để nó hiểu cái ý của mình. Cho nên trong cuộc sống này, có nhiều khi mình thấy sao mà mệt mỏi quá, nhưng mà mình cứ nhớ vậy nè: mệt quá đôi chân này, tìm chiếc ghế để nghỉ ngơi. Đôi khi mình chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh lặng, rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì trong cuộc sống này mỗi ngày chúng ta đều phải giao tiếp. bằng cái tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động, giao tiếp nhau bằng ba thứ. Qua có nhiều khi đâu cần nói gì đâu, chỉ cần nhìn mà người kia hiểu ý. Tâm linh nó tương thông mà. Nhiều khi á, chỉ cần người đó mình nhìn người đó, mình hiểu người đó muốn cái gì, mình làm coi, mình thấy cái hạnh phúc, niềm vui của họ tỏ lộ ra liền. Ví dụ như mẹ mà nói mẹ sắp đi hành hương, mà con mà nghe mẹ đi hành hương vậy mà con chỉ cần mỗi người con để cái lì xì đỏ đỏ, không cần, mẹ ngại lên tiếng lắm. Ba ngại lên tiếng lắm. Là con tự ý thức con cúng dường. Mẹ đó thì bây giờ tu pháp môn cao rồi. Người đời người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi, vừa đòi mà vừa hỏi. Bây giờ ba mẹ tuổi già rồi không đòi gì nữa đâu con, mà hãy con hỏi cái mẹ yes hết à. Thôi thì Pháp Hòa xin có vài lời với đại chúng trong cái thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đó là chúng ta luôn luôn quan tâm, thì mình xài cái chữ quan tâm ha. Quan tâm để chúng ta nhận biết rằng người đó đang cần gì, đang ở một cái mức độ nào để chúng ta có thể giúp đỡ, trợ duyên cho người đó. Ví dụ như cái người đó, họ rất là cứng rắn, nhưng mà hiện nay họ đang hụt hẫng vô cùng, vì họ đang biết rằng họ đang mang một cái chứng bệnh nan y. Người cứng rắn cỡ nào, nhưng khi họ nghe một cái điều gì đó đến họ hay người thân họ, họ cũng rất là khó vững chãi. Cho nên chúng ta cũng cần hiểu điều đó và quan tâm và trợ duyên cho người đó. Và trong cuộc sống này không ai không cần quan tâm hết. Có nhiều khi ta nói tôi không cần ai quan tâm tôi, ta nói vậy thôi, nhưng mà mình quan tâm thì người ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Tôi có thể tự làm, nhưng mình tới mình giúp người ta một tay, người ta vẫn vui lắm. Đặc biệt là chúng ta là vợ chồng với nhau, cha mẹ, anh em, nói chung là có cái duyên gặp nhau trong đời này, thì chúng ta chỉ cần để một ánh mắt, để một cái nhìn, để một bàn tay, một cử chỉ chút chút mỗi ngày, thì tự nhiên mình làm cho người đó có nhiều cái hạnh phúc lắm. Và họ có hạnh phúc thì họ đỡ đau khổ, mà họ đỡ đau khổ thì mình cũng sẽ giảm khổ đau theo họ. Xin chúc đại chúng luôn có nhiều an vui và sống bằng chánh niệm của mình. Trong này có khoảng 3 câu hỏi thôi, thì Pháp Hòa xin đại chúng cho chắc khoảng vài phút thôi ha, rồi mình sẽ kết thúc. Câu hỏi thứ nhất: thưa Thầy, Thầy bao giờ cũng hỏi chúng con có khỏe không? Hồi hôm qua con thấy Thầy xìu xìu, vậy hôm nay con xin hỏi Thầy có khỏe không? Quá dễ thương. Thì quý vị thấy là lúc nào Pháp Hòa cũng khỏe, mà khỏe theo cái xìu xìu. Nếu là Phật tử muốn xuất gia thì thật sự chúng con muốn biết là phải bắt đầu từ đâu, và mình phải tự chọn một chùa nào, tự xin vào xuất gia, hay là phải có điều kiện nào, hoặc là tất cả các chùa nào khi có người Phật tử muốn xuất gia thì cũng đều nhận. Xin cảm tạ Thầy. Thật ra thì không phải chùa nào cũng nhận. Lý do không phải người ta không muốn nhận, mà bởi vì cái điều kiện chùa đó có thể chưa đủ để nhận mình. Ví dụ như nhận mình vào không có chỗ ở, hay là vị thầy đó chưa có đủ thời gian để trực tiếp hướng dẫn cho mình, nếu mình đặc biệt là một người mới bắt đầu phát tâm sơ cơ vào đạo. Bởi vì người mới bắt đầu tu như một đứa con mới sanh, lúc nào cũng phải có người cha, người mẹ kế bên để dìu dắt, nâng đỡ. Nếu không thì người con đó sẽ không thể nào khôn lớn và trưởng thành đúng nghĩa. Đặc biệt là một người tu, nếu một người mới phát tâm xuất gia mà thiếu được sự hướng dẫn của thầy, thì người xuất gia đó sẽ không hiểu được những cái phép tắc căn bản trên đường hành trì tu tập, thì cũng tội nghiệp. Cho nên thí dụ người vị thầy đó thành thật cho mình biết là không thể nhận, cũng đừng buồn, thà người ta báo cho mình biết trước, còn hơn mình vào rồi thì mình trách thầy là không lo. Nhưng mà xuất gia ở đâu? Bây giờ đặt thí dụ trường hợp chùa đó nhận mình đi nữa, chùa thì sẵn rồi, chỗ ở có, thầy hướng dẫn cho mình có. Bây giờ cái không phải là điều kiện gì nữa đối với chùa, mà điều kiện ở nơi mình. Mình có thật sự phát cái tâm xuất gia chưa? Hay là mình chỉ muốn làm cái người là thân xuất gia mà tâm không xuất gia? Hay là mình làm cái người và thân, hoặc là hoàn cảnh không thể làm người xuất gia, nhưng mà tâm hồn vị đó hướng Phật, tu Phật, chuyển hóa tốt, thì người này gọi là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng mà có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, và có những người thân tâm đều xuất gia. Thế thì mình, cái vấn đề là hỏi mình đã ready chưa? Đừng có, thí dụ như đừng có thấy con mình giờ nó 15 tuổi rồi, đủ lớn rồi thôi mình đi chùa mình tu. Mình nói vậy thôi, nhưng mà cái tình mẫu tử không thể được, là tại vì thủy chung nó chưa hoàn toàn lớn hẳn. Rồi vô trong chùa nấu cơm cho bá tánh ăn, nấu cơm cho con thiên hạ ăn, cái nhớ trực buồn quá, tuổi quá. Trời ơi, con tuổi nhà cũng tở này nè, mà giờ nó đói meo, nó móc, tôi nấu cho con mấy bà này ăn. Rồi cái phone về, ăn gì chưa con? Tại vì Pháp Hòa đã gặp rồi. Có những vị vào tu nhưng mà chưa có giải quyết được vấn đề gia đình rồi thì nó cũng uổng đi. Cho nên á, xuất gia chỉ là cái tướng, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao nếu mình đã đi thì tướng tâm nó đều trọn vẹn. Còn không thì thà giữ cái tướng người tu tại gia, nhưng mà tâm mình thì hướng thượng. Cái đó nó vẫn quý như thường. Chùa không bao giờ đặt điều kiện đi tu là phải có tiền, có của đem vô chùa cúng, hay là muốn ở đây mỗi tháng phải đóng vô bao nhiêu. Thật sự ra quý vị không đóng quý vị tu mới tới, còn có đóng rồi tu không tới đâu. Tại sao? Ý cái tiền đó, tôi có đóng tiền nè, tôi đâu có ăn của mấy ông mấy bà đâu, cho nên giờ tôi ngủ à. Cho nên mình á, tại sao người tu phải là người luôn luôn mình nghĩ mình có người là có nợ, vì có nợ với Phật tử. Quý vị đọc trong một cái bài kinh Phật dạy hay lắm. Một vị xuất gia thọ ơn tín thí rồi thì phải làm một việc là luôn luôn quan tâm đến đàn na tín thí khi họ hữu sự cần mình. Vì mình là người mà thật sự. Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa nghĩ cả cuộc đời này của Pháp Hòa thọ ơn không biết bao nhiêu người. Đôi vớ cũng không phải của mình, đôi giày cũng không phải của mình, toàn là Phật tử cho mình. Thế thì cuộc đời mình là nợ Phật tử. Nói nợ là để cho mình thấy cái đó, để mình ráng mình làm những gì mình đáp ứng cho đàn na tín thí Phật tử. Chứ còn khi mà quý vị cúng dường quý thầy, quý vị đâu có nghĩ gì đâu. Quý vị nghĩ ồ thầy tu mình hộ trì cho thầy tu, quý vị nghĩ một, nhưng mà tự quý thầy phải tự nghĩ, tự nhận mình là một người mang nợ Phật tử. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thượng Thanh Hà Từ, ngài nói một câu: tôi thường nói tôi là nợ tăng ni, người nào biết đòi thì tôi trả, ai không đòi tôi khất. Thành thử là mình làm được gì cho chúng sanh đều là cái cách mình đền ơn hết, chứ không phải mình làm ơn cho ai hết. Pháp Hòa chưa nghĩ và làm ơn cho ai. Pháp Hòa đều nghĩ rằng Pháp Hòa được có cái phước được làm điều đó cho quý vị. Ví dụ người ta cần Pháp Hòa tới tụng kinh, Pháp Hòa không nghĩ là ô tôi làm ơn cho người ta, không dám, mà luôn luôn nghĩ rằng Pháp Hòa đang làm một cái việc là được cái phước được đến đó để thăm một người bệnh, tụng cho hơn thời kinh. Bởi vì Phật dạy nè, trong kinh Phật dạy đàng hoàng có 8 cái ơn mà mình phải làm, mình phải nhớ. Trong đó có một cái bệnh, cái người bệnh là người ơn của mình, tại vì nhờ họ thị hiện cái tướng bệnh để cho mình rùng mình ráng tu. Mai mốt bệnh rồi tu không nổi, cho nên mấy cụ già ráng đi chùa. Tại vì cụ già ráng đi chùa là để làm hình ảnh cho các trẻ. Các trẻ sẽ nhìn lên, trời ơi cụ già kiểu này mà ở nhà không hưởng phước mà chịu khó đi chùa, con trẻ kiểu này mà con không đi mắc cỡ chết. Rồi người trẻ đi chùa, người già nhìn vô, trời ơi nó trẻ lẽ ra nó đi nhảy đầm nhảy mương mà giờ này nó nhảy đầm nhảy mương Vô đây nó nhảy cò chẹp, nó nhảy tới nhảy lui, nó lo. Trẻ mà lo đi tu, mình già kiểu này không tu uổng. Cho nên hai người hỗ trợ với nhau. Hồi đó quý vị biết không, sáng Pháp Hòa lên ngồi thiền, ngồi ngang Pháp Hòa mấy sư cô già. Trời ơi, mình cũng buồn ngủ lắm chứ, mình cũng muốn vô ngủ lắm. Mà nghĩ bà già ra ngồi đây tu, không lẽ mình trẻ vô ngủ. Thôi ráng ngồi với bà già. Đó, thành thử ra không có cần điều kiện gì để vô chùa tu. Mà tu là mình không được mang bất cứ cái gì vào, tại vì mình vào rồi mình không có tu được. Phải nhận, cho nên phải nhận. Không nhận đây không phải là mình ham mình nhận, nhưng mà mình phải nhận để mình biết rằng mình thọ ơn. Mà thọ ơn thì phải ráng tu để ráng đền ơn cho tín chủ đàn na. Và mình phải hỏi mình là mình đã sẵn sàng chưa, để mình không có cô phụ cái công phu tu tập của mình. Hồi đó Pháp Hòa đến làm một chú tiểu hầu quý thầy. Thì ở Úc Linh này có cái chùa An gì, chùa An Tường. Thì Thượng tọa Thiện Tường á hay đi qua Canada. Thì cái năm hạ năm đó đó là Pháp Hòa thị giả cho quý thầy. Thì chính thầy Thiện Tường là cái người cho Pháp Hòa bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy nói xong, thầy còn nói câu này mà Pháp Hòa vẫn không quên từng chữ: ngày nào sư phụ thiện tâm cạo tóc cho điệu hòa. Tại lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu thôi. Thầy sẽ cho điệu hòa thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Rồi sáng Pháp Hòa đến thăm chùa An Tường, đảnh lễ Thượng tọa và Hòa thượng viện chủ. Và Pháp Hòa đã nhắc lại cái câu chuyện này với quý vị Phật tử ở chùa đó. Và trước khi thầy trở về Mỹ lâm bệnh và mất, tháng 5 thầy còn qua Canada, thầy gặp Pháp Hòa. Thầy còn la nữa: mấy đứa con ở Canada bảo hiểm sức khỏe free mà không chịu đi khám sức khỏe thường xuyên. Thầy kỳ này về thầy sẽ đi khám sức khỏe. Không ngờ thầy khám ra mới biết rằng thầy bị bệnh ung thư gan. Và thầy mất sau đó mấy tháng. Cho nên trong cuộc đời của mình, đôi khi mình gặp những người đó khai thị hay là hướng dẫn cho mình, và từ đó cho mình một cái chí để mình đi lên. Nhiều khi mình gặp một người bệnh, nhưng mà lại là cái duyên để mình giác ngộ lớn. Đó, cái người đó nó mạnh sân sẩn, vậy mà hôm nay bệnh. Thế thì tự nhiên cho mình một cái hiểu biết, cái nhận thức, cái tỉnh giác về cuộc đời. Thì Pháp Hòa có nói rằng, hồi chiều này có mấy vị nói như vậy, thì Pháp Hòa mới nói cái đó đạo Phật gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Cái duyên để cho mình giác ngộ. Ta thấy người nằm đó, bỗng thấy mình xót xa, ta khóc cho người mất hay ta khóc cho ta. Có gì mình khóc không phải khóc cho ai đâu, mà khóc cho chính mình. Mà chính khóc cho thân phận của mình, thì mình phải làm gì để mà để hết một đời này chúng ta được trọn vẹn. Có một lần Pháp Hòa đi một đám tang, đẩy cái quan tài vô thiêu, thì tự nhiên Pháp Hòa không biết làm sao lúc đó nó chấn động một cái tình cảm gì. Pháp Hòa nghĩ ra bốn câu: người đi xong một kiếp, kẻ ở lại 43. Người đi xong hết kiếp rồi, mình ở lại mới 43 nè. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại 43. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Nhưng mà nếu mình thiếu nhận thức, thiếu ý thức, thì mình cứ nghĩ là hình như mình đủ thời giờ để quơ tất cả. Cho nên mình cứ quơ, cứ vơ, cứ vét, cứ tranh, mà rốt cuộc mình được cái gì? Cho nên thí dụ như cái gì mình muốn mà không được thì thôi mình cũng xả ngay khi mà mình không được, chứ đừng cần phải lưu luyến làm chi. Cho nên cái sự xả nhà Phật nó hay vậy nè, là khi nó vừa đến mà nhận thức nó rồi xả liền, chứ đừng đợi để bụng rồi bắt đầu mới xả. Xả kiểu đó cũng được mà phải mất công uống thuốc sổ. Còn xả ngay lúc đầu là khỏi uống nước trái plum, hay là phải uống tới detox. Cho nên cái chữ xả của Đạo Phật là vậy đó. Khi mình nó vừa tới mình thấy cái này không đúng, xả liền tức khắc là khỏi mắc công. Cho nên từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Thì cái sự xả mình phải hiểu cho nó sâu là ngay khi nó vừa đến mình không nhận nó là xả, chứ không có nghĩa là đợi ôm vô trong bụng này rồi bắt đầu mới xả, phải không? Cái đó cũng được nhưng mà nó cực. Ví dụ như mình thấy người đó không hạp, không thương, thôi cô không ghét. Mà tới hồi mà ghét rồi bắt đầu muốn thương lại hơi khó, hơi cực. Con rất thích tụng chú Lăng Nghiêm. Con có thể tụng bất cứ thời gian nào thích hợp cho con, hay chỉ được tụng vào lúc công phu sáng? Xin Thầy hoan hỷ giải thích giúp con. Thưa đại chúng, đối với những vị nào mà chưa biết Lăng Nghiêm là gì đó, thì Pháp Hòa chỉ xin nói gọn thôi. Lăng Nghiêm là một bộ kinh lớn trong Đạo Phật. Có thể nói bộ kinh này là thuộc về tâm lý học của Phật giáo. Và trong cái bộ kinh này thuyết minh về tâm rất là kỹ. Cho nên ai muốn tu mà rành rỗi, mà tu cho vững chãi thì hiểu được cái tâm mình thì tu nó vững hơn. Nhưng mà đặc biệt trong bộ kinh này có một đoạn có 5 đệ thần chú để giúp cho chúng ta hành trì, để trợ lực cho chúng ta trên đường tu. Cho nên chư tổ ngày xưa đã trích ra 5 cái đệ chú Lăng Nghiêm này làm thành một cái nghi thức để chúng ta trì tụng vào buổi sáng. Chớ kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ có 5 đệ thần chú, mà ngược lại 5 đệ thần chú chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Và cái chính là chúng ta học kinh để chúng ta hiểu nghĩa rồi chúng ta tu. Còn cái chuyện hành trì bài thần chú thì tùy duyên, ai muốn hành trì thì hành trì. Chứ Lăng Nghiêm không phải chỉ là 5 đệ thần chú. Còn vấn đề tụng kinh không hẳn là Lăng Nghiêm hay bất cứ Di Đà, Phổ Môn gì đó, mình muốn tụng bất cứ giờ nào, lúc nào đều được hết, chứ không có quy định là kinh đó phải tụng mấy giờ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa các tổ phải soạn ra một nghi thức để làm cái thèm than căn bản cho những ai mới bắt đầu tập tành tụng niệm, thì phải ghi rõ nghi thức gì để cho mình có cái khuôn mẫu mình theo. Bởi vì nghi là nghi thức, tức là hình thức lễ nghi để bày tỏ sự tụng niệm cung kính của mình, chứ không có kinh nào mà định là phải tụng vào đó, phải tụng thời kia. Cho nên quý vị tụng bất cứ lúc nào mà đừng lo Phật ngủ. Có nhiều vị không dám tụng khuya tại vì sợ Phật ngủ. Có nhiều người tối không dám thắp nhang tại sợ Phật ngủ. Thấy không? Chỉ có mình mới ngủ thôi chứ còn mà thí dụ như giờ quý vị thấy mình tụng kinh thì bất cứ giờ nào và tùy nghi. Thí dụ hoàn cảnh mình ít thì mình tụng ngắn, tụng gọn, miễn mỗi ngày mình có một thời hành trì. Chứ cũng không nhất thiết là từ 1 tới 10 tụng đủ. Rồi tụng xong rồi mệt mỏi ra nói trời ơi tôi tụng kinh đó tôi mệt ghê vậy đó, phải không? Thật đó, tùy sức khỏe của mình. Hôm nào mình khỏe thì mình tụng trọn, không khỏe thì mình làm gọn.